Rồi. Anh ơi, mỗi 500 rồi. 500 rồi á? Ừ. Mẹ tưởng mấy củ 500 thì thịt mẹ. À thôi cũng được. Thôi, mai chia. Được, được. À, anh em mình chia. Rồi. Rồi, 500 đúng không? Ừ. Mỗi chú 100 còn 200 anh cầm được chưa? Rồi, hôm nay thì chú anh á. Ừ, được rồi. Thịt mẹ. Chung nhau làm bữa thịt chó nha. Thôi anh em mình giải tán. Đây. Nó lấy mất rồi, trả 500 nghìn nữa. Thôi mà, thế đâu dẫn anh đi. Đi. Ờ.
Đứng xe nha. Đứng xe nha. Yeah.